Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm qua đến giờ tin tức mà nam diễn viên, người mẫu, MC Đức Tiến ra đi đã để lại rất nhiều cảm xúc cho nhiều người, nhất là trong làng nghệ thuật sân khấu ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Có nhiều người kể rất là những câu chuyện về Đức Tiến khi mà còn sống. Nhưng có một câu chuyện mà ít ai biết được là Đức Tiến cũng bị bệnh tim. Rồi mẹ của Đức Tiến cũng nói rằng Đức Tiến sức khỏe cũng có vấn đề. Chứ là các bạn biết không, vấn đề mất ngủ nó làm cho con người chúng ta mệt mỏi và có một cái việc không tốt là khi mà chúng ta bay đi chỗ này làm việc, bay đi chỗ kia làm việc, bay đi chỗ nọ làm việc, bay đi nước ngoài đâu nữa, thì nó làm cho chúng ta mất ngủ triền miên và nó dễ gây ra cái chứng đột quỵ lắm các bạn nha. Các bạn thấy một số người nghệ sĩ ra đi vì phải đi trình diễn chỗ này chỗ kia chỗ nọ rồi mất ngủ, rồi nó có nhiều cái vấn đề mà có liên quan đến vấn đề công việc của họ nữa. Cho nên nếu các bạn mà đi trình diễn xa từ chỗ này qua chỗ kia chỗ nọ thì hãy giữ gìn sức khỏe, nhất là hãy tìm một giấc ngủ hoặc ít hay nhiều cũng vậy. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ một bài viết của Ưng Hoàng Phúc. Đức Tiến đột ngột ra đi, Ưng Hoàng Phúc. Không tin đây là tấm ảnh cuối cùng của chúng ta chụp. Thì các bạn cũng biết đây là cái bức ảnh mà Ưng Hoàng Phúc chụp chung với lại Đức Tiến á các bạn. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng không giấu được sự đau buồn khi biết tin Đức Tiến ra đi. Ngày 19 tháng 5, làng giải trí Việt được một phen bàng hoàng trước tin diễn viên siêu mẫu Đức Tiến đột ngột ra đi ở tuổi 44 tại Mỹ. Hoạt động showbiz lâu năm cộng với tính cách hiền hòa được khán giả cũng như đồng nghiệp yêu thương. Thế nên sự ra đi của nam diễn viên người mẫu khiến nhiều người xót xa. Mới đây, một MV ca nhạc cách đây gần chục năm về trước của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc là người thứ ba bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều ý kiến đã để lại bình luận bên dưới MV này của Ưng Hoàng Phúc với mục đích chia buồn về sự ra đi đầy đột ngột của Đức Tiến. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc hiếm hoi mà cố diễn viên góp mặt. Theo đó, MV Người Thứ Ba được Ưng Hoàng Phúc phát hành vào năm 2004. Diễn viên Đức Tiến vào vai người bạn chơi thân với nam ca sĩ và bạn gái. Tuy nhiên, sau đó Đức Tiến lật mặt khi cưới người yêu của Ưng Hoàng Phúc với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm. Vai Người Thứ Ba được Đức Tiến thể hiện rất trọn vẹn, để lại ấn tượng mạnh đối với người xem. Cách đây ít ngày, Đức Tiến và vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã có dịp gặp nhau tại một sự kiện. Tại đây, cặp đôi Ưng Hoàng Phúc và Đức Tiến đã tái hiện lại vai diễn của mình trong MV Người Thứ Ba Đình Đám Năm Nào. Vợ của Ưng Hoàng Phúc đảm nhận vai người yêu của nam ca sĩ nhưng bị Đức Tiến cướp mất. Sau đó Đức Tiến qua đời, Ưng Hoàng Phúc đã đăng tải đoạn clip này kèm theo dòng chữ chú thích: "Yên nghỉ anh trai Đức Tiến ơi." Khi có nhiều phóng viên hỏi ca sĩ Ưng Hoàng Phúc về sự ra đi đột ngột của Đức Tiến thì ca sĩ trả lời: "Chưa hết, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc tiếp tục đăng tải bức ảnh vợ chồng anh chụp chung với Đức Tiến tại sự kiện. Nam ca sĩ không giấu được sự đau buồn khi mất đi người anh, người đồng nghiệp thân thiết trong nghề, và để lại hàng chữ: đau lòng quá anh ơi. Đến giờ em vẫn không tin và không muốn tin đây là tấm ảnh cuối cùng chúng ta chụp cùng nhau. Chúng ta đã có quá nhiều kỷ niệm cùng nhau, phải không anh? Từ những ngày đầu cho đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ từ chối
lời mời nào của em cả. Anh cũng sẵn sàng đến giữa ngày vui và quay clip cùng vợ chồng em trong thời gian ít ỏi khi anh về Việt Nam. Yên nghỉ đi anh Tiến. Anh là người anh, người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời nhất mà em và gia đình không bao giờ quên. Cùng với lại những thông tin mà của nam ca sĩ ông Hoàng Phúc, và hôm nay chúng ta lại chia sẻ gia đình Đức Tiến đính chính nhiều thông tin sai lệch được lan truyền sau khi anh đột ngột ra đi. Trước tình hình này, ca sĩ Trí Xì Phương Trinh đã thay mặt Bình Phương, vợ của Đức Tiến, lên tiếng để làm rõ. Trên đăng cá nhân của Trí Xì Phương Trinh viết, do một sự nhầm lẫn nào đó mà mọi người đã chia sẻ những thông tin không chính xác về sự ra đi của MC, diễn viên Đức Tiến nên thay mặt cho Bình Phương. Bà xã của Đức Tiến xin phép cho Trí Xì được đính chính vài thông tin như sau. Thứ nhất, thông tin Bình Phương đang mang thai đứa con thứ hai là không có. Có thể vì quá thương tiếc và đau xót trước sự ra đi của Đức Tiến nên mọi người đã vội vã đưa tin mà chưa kịp kiểm chứng. Thông báo này được viết nhằm mục đích để mọi người nắm rõ thông tin chính xác, chứ không có ý trách một ai, xin đừng hiểu lầm. Trí Xì Phương Trinh cũng thông báo rằng lễ an táng cho Đức Tiến sẽ được thông báo trong vài ngày tới. Ngoài ra, chị Hoàng Thảo, em gái của Đức Tiến cũng khẳng định với News rằng không tin anh trai mình mắc bệnh tim là không chính xác. Chị Hoàng Thảo cho biết thêm rằng hiện tại chị và mẹ chưa thể thu xếp từ Việt Nam sang Mỹ để lo hậu sự cho anh trai do chưa hoàn tất thủ tục tang lễ của nam người mẫu tại Mỹ, cũng chưa được xác định thời gian và địa điểm cụ thể do những khác biệt trong thủ tục giữa hai nước. Đức Tiến sinh năm 1980, là người mẫu và cũng là diễn viên nổi bật trong thập niên 2000. Anh đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, trong đó có Chuyện tình Đảo Ngọc và Trở về. Vào năm 2013, khi sự nghiệp đang đỉnh cao, Đức Tiến quyết định sang Mỹ định cư. Tại đây, anh thành lập một công ty truyền thông và thường xuyên nhận lời dẫn chương trình cho các sự kiện gây quỹ từ thiện tại chùa và nhà thờ. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Tiến chia sẻ rằng anh đã chủ động giảm bớt công việc để dành thời gian, dành cho gia đình và con cái. Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi và biến động, nhanh hay chậm cũng tùy lúc, nhưng mình làm gì cũng phải nghĩ về gia đình, con cái đầu tiên, là lợi ích riêng, có nghĩa là con cái đầu tiên hơn là lợi ích riêng đó các bạn. Đó cũng là điều thiệt thòi, nhưng mình sẽ bình an, Đức Tiến tâm sự như vậy. Nhồi máu cơ tim, rất là nhiều người bị như vậy các bạn ạ. Có nhiều người khỏe khoắn á, nhưng mà vẫn vướng vào cái vụ này và ra đi đột ngột. Trước khi Đức Tiến ra đi, mình có đọc trên một cái viết trên Facebook, cũng một người nghệ sĩ nữa mà ca giọng cổ, mình có về Việt Nam chơi và cái quán này ở quán nghệ sĩ đó các bạn. Thì cái người nghệ sĩ này tên là Y Oan, cũng bị nhồi máu cơ tim ra đi mà cũng còn trẻ lắm, chắc cũng bốn mấy tuổi à. Thì mình thấy đăng bài như vậy, mình mới hỏi ra, ủa Y Oan ra đi thật rồi hả? Thì cái người em trai mà đăng báo mới nói rằng, đăng trên Facebook mới nói rằng chị bị nhồi máu cơ tim. Mình không ngờ luôn á, cách đây cũng không lâu, 2 năm về trước thì mình có về Việt Nam thì mình đã gặp
rồi cùng đến quán nghệ sĩ của Vương Lâm ở trên đường Cao Đạt không, rồi hát cái giọng cổ với nhau, cùng giao lưu với nhau được, mà bây giờ thì đã ra đi đột ngột rồi. Chú của mình năm chú ruột của mình vào năm 1999 thì ông ấy cũng ra đi đột ngột là do nhồi máu cơ tim. Khoảng cỡ 6 giờ sáng nhà thì nghe người nhà kể lại á, cũng gần nhà mình có khoảng 10 phút, nghe thím mình kể lại á, thì lúc đó thím mình đi ra nhà bếp sớm rồi đi vào, mời chúng mình đi uống cà ra uống cà phê với ăn sáng để đưa con đi học ha các bạn, thì gia đình thức sớm. Thì chúng mình nghe kể lại là nó ọ ẹ vậy thôi, nhưng mà không có đi xuống. Rồi tiếp mình đi ra, rồi thấy một thời gian mình nghĩ chắc cũng khoảng cỡ 20 phút hay nửa tiếng gì đó, thấy không đi ra thì đi vào lại và gọi chúng mình, thì chúng mình đã đi rồi. Đưa lên khi mà gọi cấp cứu mà tới thì người ta đã nói là đi rồi, đó cũng là do chứng bệnh nhồi máu cơ tim ha. Thật ra cái chứng bệnh này mà chú mình cũng không có bệnh tim gì trước đó chứ, sức khỏe cũng ok lắm. Cái này mình cũng không biết được các bạn ơi, giống như kiểu mà dân gian ta gọi cái câu mà trời kêu ai nấy dạ gì đó. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về sự ra đi của nam diễn viên, của người mẫu MC Đức Tiến. Một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng với gia đình Đức Tiến.